Thầy ơi, vận hạn thì có ảnh hưởng nhiều đến công việc, và sang năm 2025 này thì những cái tuổi nào cần phải để ý đến cái vận hạn ạ? Thật ra thì cái yếu tố vận hạn là một trong những yếu tố mà nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vận trình của em. Vâng. Không chỉ đến công việc này, đến sức khỏe và gia đạo. Dạ. Đấy, ví dụ như là em hình dung là em là tuổi gì? Em tuổi Tuất ạ. Tuổi Tuất mà ngày xưa các cụ hay bảo là tuổi Tuất mà đến năm Tuất là Vâng. hạn 5 tuổi đấy. Dạ. Đấy, hoặc là đến những cái năm mà nó xung vào năm Tuất thì ví dụ như là em tuổi Tuất thì người ta sẽ có cặp tương xung là Thìn và xung Tuất. Vâng. Đấy, tức là tránh lấy vợ tuổi Thìn đấy. À. Đấy thì bước sang là năm 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 Thìn thì em cũng bị hạn. Đấy là như vậy. Đấy thì cái này là một trong yếu tố nó ảnh hưởng khá là nhiều. Em có thể cảm nhận được cái năm tuổi công việc của mình nó hay xảy ra những vấn đề trục trặc lắm. Vâng. Đấy, và ngoài ra thì theo phong thủy thì bước sang năm 2025 ấy thì nó có những con giáp là bị vận hạn, người ta phân là hai loại vận hạn chính là hạn Thái Tuế và Tam Tai. Dạ. Đấy, Thái Tuế thì gồm những con giáp là tuổi Dần Thân Tị Hợi. Dần Thân Tị Hợi. Bốn con giáp là vận hạn là hạn Thái Tuế. Vâng. Đấy, và ngoài ra hạn Tam Tai thì là có ba con giáp là Hợi Mão Mùi. Hợi Mão Mùi. Ừ, là ba con giáp thì đặc biệt là đến những cái năm mà những con giáp này bị vận hạn thì hạn chế về đầu tư này. Hạn chế đầu tư. Đầu tư lớn hoặc là làm những cái việc lớn. Vâng. Thì nên hạn chế, bởi vì đến năm hạn nó sẽ gặp ra rất là nhiều vấn đề trục trặc. Có những người tôi đã từng chứng kiến đến năm hạn Thái Tuế mà chưa bao giờ bị mất tiền, nhưng đùng ngay bước hạn Thái Tuế thì mất vài tỷ. Đấy, mà chưa bao giờ vận trình người ta bị xấu. Vâng. Cho nên đến năm vận hạn thì nên để ý. Thì em ví dụ là những người mà vào cái năm đó có vận hạn như vậy thì ngoài cái việc mình cần lưu ý đến các cái công việc kinh doanh hoặc đầu tư ấy, thì có cái giải pháp nào để họ vẫn làm ăn kinh doanh được và nó vẫn phát triển được hơn không ạ? Thực ra thì đối với năm mình vận hạn thì mình có thể mang bên mình những vật phẩm bổ trợ để tốt cho bản thân mình. Vâng. Ví dụ như là vận hạn Thái Tuế thì có thể mang bên mình một cái tấm gọi là tấm kim bài Thái Tuế của năm 2025. Dạ. Đấy, hoặc là vận hạn Tam Tai thì có thể mang bên mình một cái túi gọi là túi Tam Tai giải hạn. Dạ. Tức là mình sẽ mang bên mình những vật phẩm đó trong năm mình bị vận hạn. Vâng. Để giúp cho có một cái trường năng lượng hỗ trợ cho mình tốt hơn. À. Để tránh đi những cái trường năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến mình. À. Có nghĩa là khi mà mình vào cái năm vận hạn thì mình chỉ cần áp dụng theo một số cái phương pháp phong thủy như vậy thì cái công việc kinh Đúng doanh rồi. nó sẽ hành động hơn, và ngoài ra thì nên để ý trong quá trình mình đầu tư. Đấy, các lưu vấn đề ý hơn nhiều. Đúng rồi, phải để ý hơn. Dạ. Đấy. Bản chất là như vậy. Vâng, cảm ơn thầy ạ. Rồi. Dạ. Ok em.